đây là Tí và vâng tăng speed trước khi xem quần. Xăm, hit xăm. Ra kèo này là kèo mà xăm tôi nghĩ là có lợi hơn chứ không phải là hit. Bài Summer trong Mapla, đặc biệt là cái thể loại solo. Bài thường là bài ổn, còn bài hit thì trong Mapla. Vâng, 10 bài thì nó rơi vào cỡ 2 bài là đẹp, khoảng 4 bài là đủ đồ ăn. Còn lại tất cả những bài còn lại phải đi dò rất xa. Và nhà thương thì là xấu. Còn Samurian thì thường khoảng 8 bài đủ đồ ăn, 5 bài đẹp. Tính khoảng 10 bài thì nó rơi vào cỡ đấy. Đấy, thích cầm Summer hơn là cầm Hitty. Vòng sau nó đánh là EC luôn. Vòng sau là vòng gì mà nó đánh EC? Sao tôi kết rồi hả? Đúng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đánh hết vòng tứ kết. Và từ vòng sau thì sẽ có thêm một nội dung nữa, đó là nội dung ASEAN dành cho hai game thủ thi đấu ở trong nội dung tứ kết. Và tất nhiên là họ AC thì phải đánh xiềng rồi. Ôi no, vâng, nếu xét đến cái khả năng phải đánh xiềng. Những trận thi đấu bò cười, những trận thi đấu rằng co, những kèo đấu chạm năm. Ôi no, thực sự đó là những màn tra tấn thể lực ở trong ngày thi đấu đầu tiên nếu game thủ nào rơi vào cái hoàn cảnh éo le như vậy. Và đó chính lợi thế của game thủ không phải thi đấu những kèo thi đấu phải đến nội dung thứ ba. Đã có rất nhiều những khu vực, thành phố và những tỉnh thành rơi vào trạm 3, và sau đấy thì ngày hôm sau thi đấu sớm. Đặc biệt là những tỉnh thành có nhiều game thủ tham gia và phải kéo dài thời gian và những thời gian chờ đợi của những game thủ trước đó, rồi sau đó để rơi vào những trạng thái chạm ba. Ui, rất khó, rất mất thể lực. Nhưng cuộc chơi của chúng ta là như vậy. Cần phải có một thể lực tốt mới có cuộc đua, những cuộc đua dài hơi, mới mang lại cho ta được những cảm giác chiến thắng ngọt ngào. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của website gametv.vn trên hai kênh sóng gametv.vn và gametv.co. Buổi tường thuật trực tiếp của giải đấu AOE liên tỉnh khu vực thủ đô Hà Nội. Địa điểm diễn ra buổi tường thuật trực tiếp đó là quán game Pharaoh, một quán game được thiết kế tương đối bắt mắt ở một địa điểm có thể nói là hơi xa so với trung tâm, nhưng thực sự đây là một không gian chơi game có thể nói là thiên đường dành cho những game thủ. Địa điểm 145 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Hà Nội. Nghe có vẻ là hơi xa so với trung tâm, nhưng thực sự đến với Pharaoh thì các bạn sẽ được trải nghiệm với một không gian game có thể nói là đỉnh cao của thủ đô Hà Nội. Hãy một lần đến và trải nghiệm. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 dành cho màn hình mà chúng ta đang theo dõi, đó là game thủ Văn Trường. Ở phía bên kia đó là Văn Quê, 17% và 20%, cách 3% giò không phải là quá nhiều. Hiện tại thì bây giờ thì vâng, game thủ ngày hôm nay kỹ thuật viên nhưng mà anh định thi đấu đó là Đăng Dũng, nhưng mà có lẽ rằng anh không được phép thi đấu, không dành cho top 1. Ra là Đăng Dũng là top 1 trá hình thôi. À quên, xin lỗi bạn, là kỹ thuật viên trá hình thôi.
bây giờ những loại top 1 như kiểu vô thường, vô thiếc hay là cái gì nhỉ? Top 2 cứng như kiểu tí tễu vớ vẩn gặp Đăng Dũng cho sấm mặt hết. Không có tí cửa nào hết. Chưa được thi đấu với Đăng Dũng các bạn mình chưa thể biết được. Chỉ cần các game thủ khác chỉ cần nhìn Đăng Dũng phát thôi là bắt đầu thấy khét rồi. Độ khét đến từ Đăng Dũng xuất phát từ ngoại hình ở phía bên ngoài. Ngày xưa tôi thấy có Mèo Mèo cũng nói chung là cũng được. Thời mà đỉnh cao nói chung là cũng thư sinh, cũng kính kiếc, nói chung là cũng có tí gọi là CO, CX, đại loại là hàn hàn. Nhưng mà bây giờ thì Mèo Mèo gặp Đăng Dũng thì đúng rồi, người ta gọi là cửa 10 và cửa tịt. Tất nhiên là cửa tịt dành cho game thủ đến game thủ già đến từ Skynet rồi. Ngày xưa thì khi mà thời mà Đăng Dũng chưa vào với lại Game TV thì GV cũng thuộc hạng có số có má. Nhưng bây giờ GV gặp Đăng Dũng thì cũng là tịt thôi, 10 với lại tịt thôi. Không có tí cựa nào cả. Nói chung bây giờ để so sánh và để đặt lên bàn cân thì đương kim vô địch vẫn đang là Đăng Dũng. Quay trở lại với kèo đấu này, vâng, ngày hôm nay anh chốt lại thông tin cuối cùng là nay anh đang định thi đấu và thôi cấm. Cấm như kiểu Liên Minh Huyền Thoại cấm tướng. Giống như kiểu Đăng Dũng bây giờ đánh như thế, giống như kiểu sọp chơi Liên Minh Huyền Thoại vậy. Ngày xưa có vơ cũng đẹp. Ngày xưa có vơ cũng đẹp, chơi đế chế cũng hay, nhưng mà vơ cũng được ví vào QTV vớ vẩn rồi. Còn thua. Còn bây giờ thì quay trở lại với kèo đấu này thôi, Hitty và ở phía bên kia đó là Summer. Bốn nhà BA sọc đều và mạnh dạn đánh cung, và phía bên kia họ cũng mạnh dạn đánh cung luôn. Kéo cân. Bốn nhà BA sọc đều bò bế xa xa ở phía bên ngoài để có thể vừa cảnh giác quân đối phương và vừa có thể kín nhà ở những thời điểm đầu. Hai con xe giò đã bắt đầu chạy và hiện tại thì vẫn chưa phát hiện ra nhà của Văn Quê ở đâu. Chắc nhà đang quê. Hiện tại thì hơi giật giật một chút xíu nhưng mà có lẽ là không sao đâu. Đây rồi, hôn mã Sumerian và hôn mã vậy. Rhiti bắn rất chát, mỗi mũi tên như kiểu tẩm độc. Mà nói đến độc tôi lại nhớ đến Đăng Dũng, và anh chuyên chơi đường môn lại ngũ độc, nói chung là thể loại thầm. Thầm thầm liên quan Đăng Dũng. Đục E nhưng bây giờ thì 4 cung R nó đã bắt đầu lộng hành ở phía bên ngoài. Một nhà BL và 3 nhà BA ở phía bên kia. Có lẽ là như vậy. Đúng là như vậy luôn chứ không phải có lẽ. Một nhà BL và 3 nhà BA. Rất khó để có thể chống lại cung R HT. Và bây giờ thì chỉ cần cung R HT lên được một cái giáp nữa thôi. Và có lẽ là mọi thứ nó sẽ kết thúc so với Summerian. Lực dành cho Hitty là rất khỏe. Tăng nhà BA tiếp theo, không biết là chặt có ai nâng hay chưa. Ruộng là rất tròn, các bạn khán giả có thể thấy. Bố trí nhà này hơi méo méo một chút thôi nhưng mà ruộng rất tròn. À, chúng ta hãy cùng xem từ này. Bắt đầu là có một cái giáp. Chặt của hai vẫn chưa lên. Thôi, chỉ đợi đông mà chơi, phải đấu gì, phải vội gì cả. Mình là Hitty mà. Vậy em. Không cho con đường sống. Nó đang là 7 cộng 1, nhà BA thứ 5 đã được tăng. Bây giờ bo chặt nhà lại và đóng BC. Chặt có hai và đóng BC thôi. Công là cái gì, không phải công. Để đối phương tự công tự chết.
đứng trên dốc và sau đó thì đáp gạch xuống. Một nhà BL giúp cho cái thủ một ở trong trận thi đấu này cải thiện được tình hình. Rất nhiều cung R đến từ Hiti đang bắt đầu đổ bộ vào nhà của cầu thủ màu 2. Vâng, bây giờ đến nhà BA và một nhà BL nhưng có lẽ rằng sự nó cũng đã muộn. Cung R Hiti mũi tên được tầm độc, khó để có thể chống lại cho một loại nông dân tuy rằng có như Samaria. Bây giờ thì những con cung R Hiti bắt đầu lao vào dụng chính. Còn ở phía bên ngoài thì bãi gỗ đã bắt đầu bung, rất khó dành cho Samarian. Bây giờ chỉ cần đứng đốt nhà không thôi ở phía bên kia cũng đã thấy sương rồi, chứ đừng nói là lao vào và ăn nông dân. Lại bài nữa đứng ở trên dốc, tách cung R ở phía bên ngoài dành cho Hiti. Ca này bây giờ có lẽ chỉ có Đăng Dũng vào cầm màu 1 mới gỡ rối tơ lòng thôi. Khó. Rất nhiều thứ đang bùa vây lấy màu 1 ở trong trận thi đấu này. Sửa lại tỷ số cái đã. Còn bây giờ chuyển sang chế độ đốt nhà rồi. Chán đốt ruộng rồi, bây giờ sang bây giờ sang chế độ đốt ruộng, chán đốt nhà bây giờ quay sang đốt ruộng. Cuối cùng thì phía bên kia cũng đã phải có một và tỷ số được cân bằng model. Được. Cứ đánh cái này là được. Chủ quán sướng. Ưng, nói chung chủ quán ưng. Chim ưng.